bác nha. Hôm nay giao cùng 4508 đi nha các bác. Máy về Long An nha. Bốn năm không tám ghi rất đẹp luôn nha các bác. Máy ra bao giữ xong cho bác chủ rồi nha. Này bác chủ nha các bác. Đang dỡ cái kia lên để lên xe nha các bác. Máy về Long An nha các bác. Máy rất là đẹp luôn, 4508DI. Các bác nào mà có cần dòng Kubota 4508DI này thì hãy liên hệ xuống dưới nha. Máy còn rất là nhiều luôn nha. Thử cầu cho bác chủ nha. Cho bác chủ yên tâm về cái vấn đề cầu. Này, này là chưa vô cầu nha các bác. Này, vô cầu. Rồi ăn cầu nha các bác. Rồi lên chế độ hai cầu nha các bác. Rồi lên xe. Máy về Long An nha các bác. 4508 đi rất đẹp luôn. Chúc bác chủ Long phát tài nha.